Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu quy. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha. Dạ cảm ơn cô Hoàng Nguyệt. Dạ con xin phép được đọc bài học hôm nay ạ. Dạ bài học hôm nay thắng pháp tập yếu Abhidhammattha Sanggraha 7 tóm tắt tâm bất thiện. Chánh văn: Attatha lo phamu ra ni đồ sa mu ra ni cha đi tha mo ha mu ra ni cha đề ti đà đa sa sức sa là suy si dùng. Tam tâm có căn tham, hai tâm có căn sân, hai tâm chỉ căn si, tổng cộng 12 tâm. Attattha tám thứ, lô pha mù là ni căn tham, đồ sa mù là ni căn sân, đi tha hai thứ, mô pha mù là ni căn si, đề tí hai, đò đá xà kusala, đò đá xá cộng akusala 12 bất thiện. Sĩ dùng gồm có chú thích. Bài học này đúng ra nên đứng trước các bài nói về tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng vì giáo trình này y cứ trên bản, trên tác phẩm Thắng Pháp Tập Yếu Abhidhammattha Sanggraha nên phải y theo bố cục của nguyên tác. Theo một số các bản in thì câu ích chê quăng sắc bát hà bi đò đa xà cu la xà chít tà ni sam mát tà ni được đánh số 7. Bài kệ của bài học hôm nay: át thà lô hà mù là ni đồ sa mù là ni cha đi thà mô hà mù là ni cha đi tí đò đa xà cu sa là si dùm đánh số 8. Khi học thắng pháp Abhidhamma, người học cần lưu ý là trong cách nói vĩ mô, những từ vựng cần được hiểu rõ ở nhiều mức độ, từ sự thô thiển cho đến trạng thái rất tế nhị khác với quan điểm thường tình. Thí dụ, tâm bất thiện không hẳn giống ý nghĩa ác xấu như chúng ta hay nói, hoặc tâm tham không hẳn chỉ cho sự tham lam thô thiển mà có thể là trạng thái rất khó cảm nhận như sự dính mắc trong thiền chứng. Có lẽ định nghĩa chính xác nhất của thuật ngữ akusala là cái gì đối ngược với thiện. Pháp sư Giác Chánh giải thích điểm này như sau:
Nếu thiện là những gì lành mạnh của tâm thức, thì bất thiện là trạng thái suy nhược, bệnh hoạn của tâm. Rogajatha. Nếu thiện là cái gì tốt đẹp, thì bất thiện là cái gì không tốt đẹp. Nếu thiện là cái gì không khéo, thì bất thiện là cái gì vụng về. Nếu thiện là cái gì hiền thiện, thì bất thiện là cái gì tội lỗi. Nếu thiện là cái gì tạo quả an lạc, thì bất thiện là nguyên nhân sanh khổ đau. Trong kinh tạng thì có một số trạng thái, dù bản thể là bất thiện, nhưng tốt cho người tu tập. Thí dụ chúng ta thường nghe cái gì thuộc bất thiện là ác xấu nên từ bỏ. Trong kinh tạng, kinh Đế Thích Vấn Đạo có Phật ngôn: có những thọ ưu nên thường có những thọ ưu không nên thường có. Thọ ưu trong thắng pháp chỉ có trong tâm sân. Như vậy, tâm sân tuy là bất thiện nhưng có lúc cũng rất tốt. Như tâm kinh hãi đối với trầm luân sanh tử chẳng hạn. Một thí dụ khác là theo cái nhìn thường thức thì ăn năn hối lỗi là điều tốt đáng khuyến khích, nhưng theo thắng pháp thì có sự hối tiếc thuộc sân phần, là một thuộc tánh bất thiện. Nên học thắng pháp bằng cái nhìn mới mẻ, bớt định kiến thì học sẽ nhanh và thú vị. Để có cái nhìn rộng về thuật ngữ bất thiện Akusala trong thắng pháp Abhidhamma, nên hiểu bốn phạm trù sau. Tâm bất thiện là ba thứ tâm tham, sân, si được phân định rõ ràng đối lập với các tâm tịnh hảo. Đây cũng chính là nội dung sẽ được học trong ba bài tiếp theo. Thuộc tánh bất thiện. Thuộc tánh của tâm thường gọi là tâm sở, cũng có nhóm thuộc tánh bất thiện nhưng cho chúng ta một số ý niệm khác về bất. Thí dụ, thuộc tánh si và tất cả thuộc tánh thuộc si phần có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện. Nói cách khác, trong tâm tham và tâm sân có thuộc tánh si, mặc dù trong tâm si không có thuộc tánh tham và thuộc tánh sân. Căn bất thiện. Căn có nghĩa là cội rễ. Ba căn bất thiện là căn tham, căn sân, căn si, mang ý nghĩa không giống với ba tâm bất thiện. Vai trò của các căn thiện và bất thiện trong thắng pháp Abhidhamma cho thấy góc nhìn đặc biệt về tâm pháp. Tại sao không thể chỉ nói tâm một cách đơn thuần mà còn phải nói tới cội rễ? Thí dụ như ngày nay khoa học nói về bacterium, vi khuẩn hay vi sinh vật. Có thứ tốt, có thứ xấu. Thứ tốt có thể ăn tiêu những độc tố thai hại trong lúc. Thứ xấu có thể làm hại sức khỏe của con người. Trong cái nhìn của các nhà khoa học thì cái nào giúp ích thì ghi nhận là giúp ích, cái nào có hại thì ghi nhận có hại. Khái niệm thiện, bất thiện trong thân pháp cũng tương tự như vậy. Tâm nào đi với ba căn bất thiện thì là bất thiện, đi với ba căn thiện thì là tịnh hảo. Không nhận thức theo nghị luận thường tình ảnh hưởng bất thiện. Đây là lĩnh vực tương đối khó hiểu trong Phật học. Vô minh và ái ảnh hưởng toàn bộ tạo tác của nghiệp quả, dù thiện hay bất thiện. Nói theo duyên khởi là vô minh duyên hành, ái duyên thủ và thủ duyên hữu. Tác động này nhấn mạnh về hai thuộc tánh si, vô minh, và thuộc tánh tham, ái, không thể hiểu theo cách bất thiện, ác xấu bình thường, mà là một ảnh hưởng sâu xa đối với tất cả tạo tác, cấu thành, tiến trình sanh tử. Hai từ vựng tâm bất thiện Kusala và phiền não Kilesa đôi khi nghe như đồng nghĩa, nhưng cách dùng có nhiều sai biệt.
Trong Phật học, tất cả tâm bất thiện đều chứa đựng phiền não. Nhưng nói một cách vĩ mô thì những thuộc tánh bất thiện thuộc hành uẩn trong lúc thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn thì nhuộm, thì bị nhuộm bởi các thuộc tánh bất thiện. Trong cách nói đại loại thì bất thiện nói rộng hơn, thí dụ sở hành bất thiện, khuynh hướng bất thiện, vân vân. Trong lúc chữ phiền não đặc biệt chỉ có trạng thái tâm bị nung nấu, phải mất ít thời gian người học mới có thể phân biệt được cách dùng hai từ này một cách tinh xác. Bậc điệp cần nói thêm về tâm bất thiện. Nếu nhìn vào đồ chư pháp thì các bạn các tâm quả bất thiện không nhiều, chỉ có bảy tâm bất thiện vô nhân, thoạt nhìn rất mùi lượt nhưng lại là biển khổ trùng khơi. Quả nhiên quả thiện tuy nhiều trên đồ biểu nhưng ít thành tựu trên thực tế đối với muôn loài chúng sanh. Quả bất thiện tuy nêu có ít trên biểu đồ nhưng so với quả thiện thì như lông con bò so với sừng bò. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Biên soạn Hòa thượng Giác Đẳng. Dạ, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Hòa thượng Giác Đẳng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được gặp, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mầm chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ ngài Hòa thượng Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay trong môn Thắng Pháp Phổ Thông, chúng ta bước qua bài kệ tiếp theo. Thực ra nếu trên phương diện giáo trình giảng giải đó, thì lẽ ra bài kệ này nên được để đầu trước khi chúng ta đi vào tám tập tham, hai tập sân, hai tập si. Nhưng mà ở trong quyển Abhidhamma và Sangha thì vô đầu là đi thẳng vào tám tâm sân, rồi hai tám tâm tham, rồi hai tâm sân, hai tâm si, rồi mới tới bài kệ này. Chứ có phần đắn đo là có nên dời bài kệ này lên đầu hay không để nói về cái ý nghĩa tổng quát của tâm bất thiện. Nhưng mà sau khi đắn đo nhiều lần thì chúng tôi nghĩ thôi, mình cứ để phần cuối để tôn trọng cái bút cục của nguyên tác. Nhưng mà thưa quý vị, giống như là một sự học ôn lại vậy. Và một điểm nữa là theo cái phân đoạn ở trong bốn cái bản Bali mà chúng tôi có đó, thật ra thì tôi có tới sáu bản Bali chúng tôi có, thì có bốn bản đó, là đánh cái số của bài kệ này là số 8 thay vì số 7. Và có một cái câu rất là ngắn, nó chỉ như vậy, có tổng cộng tất cả là 12 tâm bất thiện, thì lấy đến câu số 7. Chúng tôi cũng đắn đo điểm này là tại vì
Thật ra trong chánh văn Pali thì không có đánh số, nhưng mà khi mà in lại thì có nhiều vị đánh số, và đánh số 7 chỉ một câu ngắn và số 8 là bài kệ, thì thật ra nó không thành bài học được. Do vậy chúng tôi đã chọn theo cái cách của ngài Bodhi và ngài Narada là đánh số bài này là đánh số 7. Vì vậy sau này quý Phật tử khi mà đọc vào trong bản chánh văn thì sẽ có chênh lệch cái đánh số. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đó, trên ý nghĩa của kệ ngôn thì vốn rất quen với chúng ta. Có tám tâm thuộc căn tham và hai tâm thì thuộc căn sân. Và cái câu thứ ba đó thì là câu của chúng tôi thêm vào một chữ rất quan trọng. Thay vì nói rằng hai tâm thuộc căn si đó, thì chúng tôi lại sửa lại là hai căn chỉ là căn si, chỉ có căn si, tức hai tâm si. Tổng cộng là 12 tâm bất thiện. Thì thứ vì ở đây trong cái bản dịch tiếng Việt mà chúng ta thường nghe đó thì chúng ta không có bị vướng vấp nhiều, chúng ta chỉ nói tâm tham, tâm sân, tâm si, chứ chúng ta không nói là căn và lô có bù là căn tham, căn sân, căn si. Nhưng mà trong cái bản của ngài Anuttha thì ngài lại có để cái căn trong đó, và chúng tôi cũng rất là ngại là quý Phật tử hiểu lầm là tâm tham thì đi với căn tham mà thôi. Nhưng thực sự căn tham thì có tâm tham mà có căn tham, căn si, tâm sân thì cũng có căn sân, căn si, nhưng mà tâm si thì chỉ có cái căn si mà thôi. Đó là điều mà tất cả chúng ta nên nhớ. Thì chính ra bài kệ này chỉ là một bản tóm tắt, nhưng mà nhân bài kệ này được thì chúng tôi muốn tất cả chúng ta sẽ ôn lại một số cái ý niệm, một số ý nghĩa liên quan đến 12 tâm bất thiện. Thứ nhất là khi mà chúng ta nói những cái từ vựng ở đây, chúng ta nói mang cái tính vĩ mô và áp dụng trên phương diện hình thức, áp dụng trên cái đó bình thường thì quả thực đôi khi nó không có nó không có hoàn toàn và hoàn toàn đúng. Lấy ví dụ như là ngày xá, ngày thấy cảnh của những vũ công nằm ngủ la liệt, một cảnh tượng mà nhìn nó không đẹp chút rồi hết, không đẹp mắt chút nào. Nhưng vũ công vốn là những người thường là trang điểm rất nhiều, xiêm y rực rỡ với những cái vũ điệu rất là mê hồn. Bây giờ buổi tối khi còn nằm ngủ ngổn ngang á, thì cảnh tượng đó làm cho tâm của ngài khó chịu, và từ sự khó chịu đó ngài khởi tâm chán nản đối với thế gian này. Ồ, cái cuộc sống cái đẹp đó chỉ là cái hào nhoáng ở bên ngoài, thực chất bên trong đáng chán như vậy. Thì cái sự khó chịu hay là sự chán nản, sự buồn nản của ngài đó, nếu nói theo thắng pháp đó là bất thiện. Tại vì khi mà mình khởi tâm bực bội hay là buồn nản đối với một cái nghịch cảnh đó thì là tâm sân. Nhưng mà đối với câu chuyện của ngài Đắc Xá thì tương tự như là cái tâm trạng của Đức Bồ Tát khi đi chung quanh thành Ca Tỳ La Vệ, ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết đó, thì tâm ngài không có vui. Và cái tâm không vui đó chúng ta không thể nói từ từ là tâm bất thiện được. Là rằng đôi khi chúng ta học Phật thì chúng ta cũng nên có cái sự phân biệt giữa cách nói rất là chuyên nghiệp, cách nói vĩ mô và một cách nói đại loại ở bên ngoài, chứ chúng ta không thể đem cái quan điểm này thì áp dụng vô quan điểm kia.
Thì ở đây quý Phật tử nên hiểu rằng đúng là trạng thái buồn ngãn đó là một thứ thọ ưu, thọ ưu thì đi với tâm sân, nhưng mà ngay cả trong Phật học thì không phải thọ ưu nào cũng là bất thiện bất thiện. Nhưng bởi vì thắng pháp đó là nó có bản thể, cái nào nó ra cái đó, cái nào thiện thì ra thiện, cái nào bất thiện thì ra bất thiện. Thưa quý vị, khi mình định nghĩa thế nào là bất thiện, akusala, akusala đó, thế nào là bất thiện, thì Pháp Sư Giác Chánh là thầy của chúng tôi, ngài có cái định nghĩa là bất thiện là nó đi ngược lại với thiện. Thiện là lành mạnh, thì bất thiện có nghĩa là sự suy nhược, bệnh hoạn của tâm. Thiện là cái gì tốt đẹp, thì bất thiện là cái gì không tốt đẹp. Thiện là cái gì khôn khéo, thì bất thiện là cái gì bụng bề. Thiện là cái gì hiền thiện, thì bất thiện là cái gì tội lỗi. Thiện là cái gì tạo quá an lạc, thì bất thiện là nguyên nhân sinh khổ đau. Thế thì với những ý nghĩa này thì chúng ta có thể phải đi vào một số chi tiết. Thí dụ như định nghĩa khôn khéo và vụng về, một người có giả tâm và có thủ đoạn, họ có thể rất khôn ngoan, rất ma mạnh ở trong cái việc mà cướp đoạt người khác, đánh phá người khác, gây tổn hại cho người khác. Thì nếu theo người đời, điều đó có thể là sự khôn ngoan của họ khi họ sử dụng nhiều thủ đoạn. Nhưng mà khi Phật pháp gọi là sự khôn ngoan đó, thì chúng ta nên hiểu là trong một ý nghĩa sâu xa nào đó. Ví dụ như Đức Phật ngài dạy rằng ai muốn cầu hạnh phúc cho mình mà gây tổn thương cho chúng sinh khác thì người đó không bao giờ đạt được cái mục đích là đem lại cái hạnh phúc chân thực cho mình. Thì như vậy cái khôn, cái sáng suốt, cái thiện xảo ở đây phải nói theo ở một cái trình tự khác. Nếu một người họ chỉ khôn ngoan trong việc sử dụng thủ đoạn mà họ không có cái sự khôn ngoan ở trong cái khả năng buông xả, không có khả năng để thấy được mình đang tạo tội lỗi, không thấy được là cái gì mình làm sẽ gây quả bất thiện, thì cái theo Phật pháp cũng chưa gọi là khôn ngoan. Một vị vua thân kinh để xâm lăng nước láng giềng, mà vị vua đó là một người có binh hùng tướng mạnh và giỏi điều quân khiển tướng, trong cái mắt của người thế gian thì vị vua giỏi tài ba thao lược, vị vua khôn ngoan. Nhưng mà theo Phật pháp đó thì cái đó không hẳn là khôn ngoan, bởi vì người này đang tự tạo ra cái ác nghiệp và sẽ khổ cho mình. Thứ gì như vậy thì khi mà chúng ta học về cái chữ bất thiện đó, thì có một số cái khái niệm mà chúng ta cần biết. Dạ, cần biết. Có lẽ là cái thiện và cái bất thiện đó, trong Tăng Pháp được đối đến đó, nó nằm ở trong những cái thuộc tánh thuộc về bất thiện hay tỉnh thảo. Và những thuộc tánh này
nó nằm ở trong nhóm mà chúng ta gọi là hành quỷ, gọi là hành quỷ. Thì trong những cái thuộc tính bất thiện này đó, khi nó kết hợp lại đó, thì nó sẽ tạo nên những cái hiện tượng mà chúng ta thấy. Ví dụ như là tầm tứ thắng giải cần thể dục, tầm tứ thắng giải cần, đó là những cái thuộc tính tự tha. Mình đây là tự tha biến cảnh, hay là có những cái thuộc tính tự tha mà biến hành như xúc thọ tưởng tư định mạng căn tạng ý chẳng hạn. Thì những thuộc tính này nó vốn dĩ tự nó thì chưa đủ gọi là tốt hay xấu, bất thiện hay tình hảo, nhưng mà nếu nó đi với những cái thuộc tính bất thiện thì nó là thiện. Như tâm mà đi với thuộc tính bất thiện thì ra bất thiện tâm, mà tâm mà đi với tình hảo thì có thể là thiện tâm hay có thể là chi thiên. Và do vậy cái gọi là thuộc tính bất thiện chính là cái yếu tố quyết định và quyết định tất cả những cái gì gọi là thiện hay bất thiện. Thì thuộc tính bất thiện được gồm có 14 thuộc tính và chúng ta sẽ học, đó là 4 thuộc tính thuộc si phần, 4 thuộc tính thuộc tham, 3 thuộc tính thuộc tham phần, 4 thuộc tính thuộc sân phần, 2 thuộc tính thuộc khu phần và 1 thuộc tính thuộc hoài nghi. Người học thắng pháp thì nên hiểu rằng chính 14 cái thuộc tính này đã tạo nên cái căn bản của cái gọi là tâm bất thiện, người tâm bất thiện. Và trong 14 thuộc tính này thì lại có 3 cái thuộc tính được gọi là cái căn của bất thiện, và căn gọi là cái rễ của bất thiện, đó là tham, đó là sân, đó là si. Và cũng 3 cái rễ của bất thiện nữa, thì cái si là cái có mặt ở trong tất cả các tâm bất thiện. Nên chi khi đi vào trong thế giới của thắng pháp, cái bất thiện được hiểu một cách căn bản đó là tâm bất thiện, có nghĩa là trong tâm đó có những thuộc tính bất thiện, và trong số những thuộc tính bất thiện thì có cái gọi là căn bất thiện. Và ba căn bất thiện đó, đó là tham căn, sân căn và si căn. Thì cái si căn đó được đóng cái vai trò gọi là vô minh, là chi phối tất cả các tâm bất thiện một cách trực tiếp, và chi phối tất cả những cái tạo tác thiện bất thiện một cái gián tiếp, và chúng ta sẽ có gì bàn tới sau này. Thì về điểm này chúng ta gọi là ảnh hưởng của bất thiện, ảnh hưởng bất thiện. Ví dụ trong giáo lý Duyên Khởi mà nói rằng vô minh duyên cho hành, hay là ái duyên cho thủ, duyên cho hữu. Thì hành đó bao gồm cả hành động thiện và bất thiện. Thì như vậy cái chi phối của vô minh duyên cho hành đó, nó bao gồm cả trực tiếp và cái gián tiếp. Trực tiếp là ví dụ như là do phiền não chúng ta sát sanh, trộm cướp, tà hành, thì cái đó gọi là vô minh duyên cho hành một cách trực tiếp. Nhưng mà do cái sự không biết chính xác cái gì là vô thường, khổ, vô ngã, không biết cái gì là cứu cánh, cái gì là tạm bỡ, không biết cái gì là trầm luân, cái gì là giải thoát, nên khi chúng ta hành động, nên khi chúng ta luân hồi, thì cái đó là cái ảnh hưởng của vô minh một cách gián tiếp. Thưa quý vị,
Hôm nay chúng đi nhân khi nói về 12 tâm bất thiện đó, thì chúng ta cũng nên có dịp để cân phân giữa cái chữ kilesa và chữ tâm và chữ bất thiện. Dạ. Chữ akusala chúng ta dịch là bất thiện, là một cái khái niệm chung. Dạ, một khái niệm chung. Còn chữ kilesa nó là một thứ nung nấu, một thứ vẩn đục, một thứ làm cho dơ bẩn. Chúng tôi tạm lấy một ví dụ như vậy, là khi mà chúng ta nói bất thiện, đôi khi chúng ta nói có tổng quát giống như một người bị nhiễm COVID. Dạ, một người bị nhiễm COVID. Và khi lê xá giống như là chính con COVID vậy. Dạ, COVID. Dạ, COVID nó có ở người nào thì người đó là người bị nhiễm COVID. Thì những cái gọi là phiền não đó, nó là một cái ý nghĩa mang tính cách là bợn nhơ, nung nóng. Và Đức Phật ngài dùng rất nhiều chữ để chỉ cho phiền não. Ví dụ như chúng ta có cái chữ gọi là lậu hoặc. Dạ, chữ lậu hoặc. Lậu hoặc ý nghĩa là những thứ mà rỉ, thấm, len lỏi, lòn lách và đưa chúng ta vào trong sanh tử, gọi là lậu hoặc. Một vị mà đoạn tận lậu hoặc cũng nghĩa là bị đoạn tận phiền não. Một vị đoạn tận phiền não có nghĩa là một vị không có còn có bất cứ tâm bất thiện nào. Một vị không có tâm bất thiện nào thì có nghĩa là vị đó không có cái sở hành bất thiện. Hoàn toàn giải thoát. Nếu một vị mà đã đoạn tận triệt tiêu hoàn toàn những tâm bất thiện. Hôm nay chúng ta nhân khi mà học về cái tóm tắt của 12 tâm bất thiện, thì thứ gì chúng ta nói hơi ngoài đề một chút á, mà trong bài học tới khi mà chúng ta học về các tâm cơ năng hay các tâm vô nhân thì chúng ta sẽ thấy rằng nhìn vào biểu đồ chư pháp thì tâm quả bất thiện không có nhiều. Nói thẳng ra tâm quả bất thiện chỉ có nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, rồi tiếp thu, rồi quan sát. Và đặc biệt là bảy tâm quả bất thiện này thì nó lại là thọ xả, trừ thân thức khổ. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào những con số và bản liệt kê đó, thì những cái tâm quả bất thiện không có nhiều so với những tâm quả thiện. Yeah. Tâm quả thiện thì có tâm quả thiện dục đế tịnh hảo, tâm quả thiện, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới. Nếu chúng ta không có tính những cái tâm quả siêu thế. Nhưng mà thứ gì, tâm quả bất thiện thì không có nhiều, nhưng mà cái khổ đó nó lại đến phần lớn chúng ta. Tại vì sao vậy? Tại vì cái khổ của thiện đó, nó là một cái khổ, cái hạnh phúc của thiện đó, nó là một hạnh phúc của cái có. Và thường khi là cái hạnh phúc bất thiện nó đối lập lại là thiếu phước hay là không có. Chỉ không có thì chúng ta được cảm thấy rằng là khổ sở rồi. Và ví dụ như là một người giàu, khi nói đến người giàu thì nói là họ có cái này có cái kia. Nhưng mà nếu nói đến người nghèo thì không có cái gì hết. Tuy nhiên nó đơn giản không có cái gì hết, nhưng mà nó lại rất là khổ. Tại vì không có gì
thì đời sống của họ có giới hạn, đời sống của họ nó không có nhiều sự lựa chọn. Lấy một cái ví dụ như vậy là cuộc sống thì vốn dĩ vô thường, nhưng mà nếu chúng ta có phước thì trong sự vô thường thì chúng ta lại có được cái khả năng từ cái chỗ mà khỏe mạnh tới bệnh đó, là vô thường. Nhưng mà nếu chúng ta có phước đó, thì chúng ta lại có thầy, có thuốc hay thầy giỏi để trị. Nếu cuộc sống vô thường là thời tiết đang thoải mái bỗng nhiên rất lạnh hay rất nóng, nếu chúng ta có phước đó, thì chúng ta có thể có được máy sưởi, máy lạnh, máy điều hòa. Nhưng nếu chúng ta không có phước thì những điều đó nó khiến chúng ta không có được những thứ đó. Như là một số những người Ấn Độ ngày nay họ sống trong cái cơn nóng rất rất nóng, nhưng mà họ không có máy điều hòa, rất là khổ sở, và có nhiều người chết vì trời nóng. Thì như vậy kết quả mà của tâm bất thiện, nếu chúng ta học vào 18 tâm vô nhân sắp tới đó, thì chúng ta có cảm tưởng như là thôi, trong khi quả của tâm thiện rất là nhiều, nhưng quả bất thiện thì quá ít. Nhưng quá ít này đó nó lại hiện diện và chi phối đời sống chúng ta rất lớn. Như chúng tôi nói đó là cái hạnh phúc giữa cái có tiền nhiều và cái không tiền đó, thì có tiền nhiều đó, người ta có thể giải quyết được nhiều thứ, nhưng mà không tiền đó, thì không có giải quyết được thứ gì. Và do vậy chúng ta phải chịu nhiều cái sự bất hạnh do mình không có tiền giải quyết chuyện gì hết. Và chúng ta gọi kẹt chân hả miệng tứ cố vô thân, hoặc giả là đời sống của mình khổ phước thì tương đương như vậy. Cái quả của bất thiện đó, nó dẫn chúng ta đến một cái tình trạng là không có phước để được sống đàng hoàng, không có phước để có cái trí tuệ sáng suốt. Bởi vì trong cái tâm tục sinh đó, chỉ có cái tâm tục sinh của người khổ đó, là một thứ tâm thức thù quả bất thiện. Nhưng mà khi chúng ta nói đến người lạc, người dị nhân thì thứ vị hai hạng người này không thể gọi là người khổ như là người khổ, nhưng mà họ là những người chúng sinh thiếu phước. Ngoại trừ người lạc cõi vô tưởng nha, thì chúng ta không nói, mà thiếu phước thì ở đây chúng ta cũng thấy ở trong kinh tạng, có khi Đức Phật ngài so sánh, ngài so sánh những cái so sánh như vậy là ở trong Ấn Độ thời Đức Phật á, những cái nơi mà gọi là công viên được chăm sóc một cách kỹ lưỡng, đẹp đẽ về hoa về kiến vân vân thì nó ít so với những cái vùng hoang dã khắp cõi diêm phủ đề từ khắp Ấn Độ. Và đôi khi Đức Phật ngài cũng dùng cái tỷ lệ đó là tỷ lệ của sừng bò và lông con bò. Cái người đi lên cõi an lạc giống như cái con số người sừng bò, mà người đi vào cõi khổ giống như lông con bò. Thì chúng thấy trên phương diện tỷ lệ đó, thì tâm bất thiện, quả bất thiện nó chi phối cuộc sống rất nhiều. Trong lúc đó thì so với tâm thiện, quả thiện thì tương đối ít, rất ít. Chúng ta có thể nói như vậy. Một bên ít như sừng bò, mà một bên nhiều như lông con bò. Thế nhưng khi mà chúng ta đi vào trong thế của Thắng Pháp, thì thứ gì chúng ta thấy, tâm quả bất thiện không có nhiều, mà chỉ là những tâm vô nhân. Trong lúc tâm quả của thiện thì có nhiều. Có tâm quả thiện vô nhân, rồi có tâm quả dục giới tịnh hảo mà chúng ta gọi là đại quả, rồi có tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới, vân vân. Thì ở đây
những con số so sánh nó có vẻ mâu thuẫn hơn với những gì được đề cập đến trong kinh tạng ghi thật. Nó không có gì mâu thuẫn hết. Là nó có gì như chúng ta nói quý vị là nói về người nghèo á, thì cái khổ duy nhất là không có tiền, nhưng cái không có tiền nó tạo ra vô số những cái hệ lụy, và vô số những hệ lụy như vì không có tiền thôi. Khi mà chúng ta không có phước thì chúng ta tạo nên vô số hệ lụy khi mà sự vô thường khổ chi phối. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được bước qua một cái phần khác khi mà nói về tâm thiện, nói về cái niềm bất thiện, xin lỗi, nói về tâm bất thiện, nói về niềm bất thiện, và chúng ta nói về sở hành bất thiện. Tâm bất thiện là những thứ gì khởi lên bên trong tâm chúng ta, và điều này thì chúng ta không thể tránh khỏi. Chúng ta hoàn toàn sẽ tránh khỏi. Ví dụ như tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham là trạng thái tâm dính mắc, nó làm cho bị kẹt, làm cho chúng ta bị vướng mắc. Tâm sân là cái tâm khó chịu đối với những gì trái ý nghịch lập. Điều này chúng ta cũng không thể tránh khỏi, bởi vì đơn giản là mình có rất là nhiều thứ mà vốn mình không có khả năng để làm sao mà đời sống không có những điều đấy nghịch lòng. Như cụ ấy vui nói rằng những điều trông thấy mà đau đớn lòng chẳng. Và tâm si, si dao động hay nghi hoặc thì cũng vậy. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái tâm bất thiện đó, thì chúng ta phải coi chừng một cái ý định bằng chữ A gọi là niệm, một cái ác niệm hay là một cái niệm ác, và chúng ta gọi là cái ý định bất thiện. Thì về điểm này mình nên nhớ là ai nói một câu gì làm cho mình giận, đó là tâm thực, tâm phiền não. Nhưng cái giận đó đó nó chưa dẫn đến một cái gọi là cái niệm bất thiện, tức là một cái chủ tâm, một ý định trả đũa, phản pháo. Mình làm cái gì đó cho người đó phải khổ, làm cái gì đó cho cái người đó phải đau, làm cái gì đó cho người đó có tổn thương. Khi mà chúng ta khởi niệm bất thiện, hay là có cái chủ tâm bất thiện, hay là có cái tác ý bất thiện, đôi khi chúng ta gọi là ác ý, là gây tổn thương người khác. Thì cái đó chúng ta gọi là một cái tâm niệm bất thiện, mà trong Thắng Pháp thường gọi là Chitana, một cái tư niệm bất thiện. Nhưng mà sau cái tư niệm bất thiện đó, nếu được thể hiện bằng lời nói, bằng hành động, ý nghĩa chúng ta gọi là một cái sở hành bất thiện. Một sở hành bất thiện. Thì cái sở hành bất thiện này, nó dễ hiểu ở chỗ lời nói và hành động. Lời nói là ví dụ như do mình không thích ai, mình ghét ai, mình sử dụng những lời nói sai sự thật để với ý định hại người khác, mình nói chia rẽ với ý định hại người khác, mình nói độc ác với ý định hại người khác, hay là mình nói những chuyện không đâu ra đâu hết, thì cái đó gọi là sở hành bất thiện thuộc về khẩu nghiệp. Còn về thân nghiệp, ví dụ như là sát sanh, trộm cắp, vân vân, sở hành thân nghiệp. Nhưng mà còn cái ý hành thì sao? Cái ý hành bất thiện nó có giống như là cái mà chúng ta gọi là cái khởi niệm hay là cái ác niệm không? Thì điều này chúng ta phải phân biệt. Có nhiều khi thưa quý vị, cái tâm của chúng ta nó làm việc ở trong một cách suy luận, và khi khởi lên suy luận cho mình ghét ai thì mình thương nhồi nặng cái sự kiện, và mình dẫn đến một số cái kết luận, những kết luận này không có công bằng cho người khác,
nên cái luận này nó phóng đại khi mà mình nghĩ đến cái xấu của người khác. Những cái kết luận này nó thường là một cái tâm tư mà tự nó lại tạo nên những cái tưởng tượng, những cái kết luận, những cái chính mình cũng không ngờ được. Thì cái ý hành này á, nó khác với cái ác ý hay khởi niệm bất thiện. Cái thiện khởi niệm bất thiện thuộc Chetana thôi. Nhưng mà gọi là cái ý hành mà trong tam nghiệp là thân hành, khẩu hành và ý hành đó, thì ý hành đó nó có thể rơi vào trong những trường hợp mà Đức Phật gọi là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Về cái ý hành bất thiện này là cái mà những người học Phật thường ít có để ý, hoặc là chúng ta nghĩ rằng nó là cái gì suy nghĩ trong tâm thôi, nó vô tưởng vô phạt. Khi nào thân hành khẩu hành mới là quan trọng, hoặc giả là chúng ta rất là cái ý hành này nó đơn giản chỉ là cái chetana và chỉ là cái chú tâm tạo tác, là bộ thứ thuộc tánh, là không phải về cái chetana mà chúng tôi nói đó là một cái khởi niệm bất thiện. Dạ, khởi niệm là một cái chủ tâm bất thiện, một cái ý định bất thiện. Nhưng bên cạnh cái ý định này thì còn có một cái sự thể hiện bằng ý nghiệp. Và cái ý nghiệp này, này đó, người ta thường không có đặt nặng nó lắm, tại vì nó thầm thầm kín tiềm ẩn ở trong lòng. Người ta nghĩ rằng mình ghét người ta không nói thì thôi, mình thù người ta không nói thì thôi. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi lấy một cái ví dụ ngày nay đó, trong cái sự bất đồng chính kiến, có rất nhiều người họ không nói không làm, nhưng mà tự trung tâm họ đó là họ có giữ cái bản chất kỳ thị. Kỳ thị người da đen, kỳ thị người độc tính, kỳ thị người này, kỳ thị người kia. Và trong cái sự kỳ thị đó, đó nó tạo ra định kiến, thành kiến, nó tạo ra cái sự quán ngát. Cái đó cũng là một cái ý niệm bất thiện. Nên khi mà mình học Phật pháp á, thì chúng ta nói như vậy là một cái ác niệm, nó là cái chitana, nó là thuộc tánh tư niệm, nó thuộc tánh tư. Nhưng mà một cái ý nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện thì nó khác hẳn với thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện. Ý nghiệp bất thiện là một cách nhồi nặng, một cái tư duy, mà nhồi nặng tư duy đó đó nó lại dẫn đến nhiều cái hệ quả, dẫn đến nhiều hệ quả. Nó có thể thể hiện bằng thân, có thể hiện bằng khẩu, và có thể không thể hiện. Nhưng mà đừng có thường ý nghiệp. Thật ra thì ở trong cái điện nói rằng, Đức Phật dạy rằng ý nghiệp là rất là quan trọng, quan trọng hơn cả thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nên chi hôm nay khi chúng ta học vào tâm bất thiện thì phải nói rằng một người mà học Phật pháp mà đi vào thế giới của thắng pháp, thì thưa quý vị, chúng ta hiểu là một khi tâm có những thuộc tánh bất thiện, nó gọi là tâm bất thiện. Một khi tâm nó có cái căn bất thiện, căn tham, căn si, căn sân, căn si hiện hữu ở trong tâm đó thì gọi là tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện thì không nhất thiết là nó phải là cái chuyện mà dễ thấy kinh thiên động địa mới gọi là ác xấu bất thiện. Mà ngay cả có những cái trạng thái tâm bất thiện rất là tế nhị, như một vị tỳ kheo khi sắp chết và sân tâm hối hận, cái hối cũng là sân tâm muốn dẫn bị đi xuống. Hay một vị phạm thiên mà đôi khi đối diện với cái
cái việc mà hết tuổi thọ thì vị đó cũng cảm thấy rất là khó chịu, sợ hãi. Cái sự khó chịu sợ hãi cũng như cái vị đi xuống. Trường hợp một vị Phạm Thiên sanh vào quả khổ có chứ không phải không có. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta nên thoát khỏi ra cái suy trong quan niệm thường định là cái chuyện sống tốt của thường thức, để nói về cái tâm bất thiện mà trong Tăng Pháp đề cập. Tăng Pháp thì đề cập đến rất nhiều cái ngõ, rất nhiều cái trạng thái tế nhị, mà đôi khi những trạng thái tế nhị này nó không nằm trong lý lẽ thường định của chúng ta. Chúng tôi lấy ví dụ như là trong kinh Tạng đó, có câu chuyện rất đơn giản là lúc bấy giờ tôn giả Anuruddha là một vị hoàng tử dòng Thích Ca, vị này xuất gia. Và thật ra thì vị này xuất gia sau tôn giả Xá Lợi Phất không bao lâu, chỉ non có vài tháng thôi, trong khi năm thứ nhất Đức Thế Tôn ngài an cư ở tại vườn Lộc Uyển, và cái mùa ăn mưa thứ hai thôi thì Đức Thế Tôn ngài an cư tại chùa Trúc Lâm, ngôi chùa đầu tiên cúng dường chư Phật. Thì sau đó không lâu đó, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả một kỳ liền trở thành đệ tử Phật. Và hai ngày được Đức Phật ngài dẫn theo tăng đoàn để đi về cố hương thành Ca Tỳ Lã Vệ, đó là vào năm thứ hai sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Và cũng trong lần ngài về thành Ca Tỳ Lã Vệ đó, thì tôn giả Anuruddha cùng với năm vị hoàng tử khác Đồng Thích Ca và thử hớt tộc Ubali xuất gia. Tính ra thì tôn giả Anuruddha vì hạ lạp không có chênh lệch với tôn giả Sariputta bao nhiêu. Và về sau này thì tôn giả Sariputta được Đức Phật ngài xác chứng là vị đệ nhất về trí tuệ, trong khi tôn giả Anuruddha đệ nhất về thiên nhãn. Nhưng mà thứ gì trong lúc tu tập thì tôn giả Anuruddha rất là nhanh chóng để thành tựu thiền định và thần thông. Có thể nói đây là một trong những vị rất là lỗi lạc về thần thông, nhưng mà do cái nguyên lực quá khứ đó. Khi ngài thành tựu thần thông ở thiền, ngài là đệ nhất thiên nhãn, ngài có thể nhìn thấy rất vi tế, rất xa. Thí dụ như là khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn thì chính ngài là người đọc được tâm của Đức Phật. Tôn giả Ananda hỏi Đức Thế Tôn như thế nào thì ngài cho biết rằng Đức Thế Tôn đang xuất nhập thiền, vân vân. Thì thưa quý vị, có một cái thời gian sau khi tôn giả Anuruddha xuất gia thì ngài lại tu chứng thiền định và thần thông. Nhưng mà đây là chỉ là một sự thành tựu về một mặt khác mà chúng ta gọi là tâm giải thoát hay là thiền chứng. Nhưng mà ngài lại không có thành tựu được tuệ giải thoát, tức là đoạn tận phiền não. Mà lúc đó thì ngài lại tham vấn với tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta bây giờ là một vị A-la-hán đắc đạo hoàn toàn, và lại là một vị đệ nhất về trí tuệ, vị thượng thủ tinh văn đệ tứ Phật. Tôn giả Anuruddha
hỏi một câu rất là ngắn, không có dài. Thưa tôn giả, với thiên nhãn siêu nhiên, tôi có thể nhìn thấy thấu suốt cả 1.000 thế giới. Như vậy, tôi vẫn không đạt đến chỗ giác ngộ viên mãn. Là sao vậy? Là sao vậy? Thì thưa quý vị, tôn giả Sáng Lợi Phật, tôn giả Sáng Lợi Bút Tát, ngài trả lời một rất là ngắn, ngắn lắm. Ngắn đến nỗi mà ngài dùng phần lớn cái lời nói của tôn giả Anuruddha. Này hiền giả, khi hiền giả nói rằng tôi có thể nhìn xuyên suốt 1.000 thế giới, đó là cái mạng phiền não, mạng của hiền giả. Hiền giả nói rằng tuy vậy tôi vẫn không thành tựu tuệ giác, không có được viên giác, tức là thành tựu giác ngộ viên mãn, thì đó là sự hối quá của phiền não của hiền giả. Thì thứ gì, cái lời chỉ điểm của tôn giả Sa Lợi Phất rất đơn giản, để nói rằng tôi làm được điều đó là mạng, nhưng mà khi nó tuy vậy tôi chưa vẫn làm được điều kia, đó là hối quá. Thì chúng ta không nên hiểu cái chữ mạng và chữ hối này đó, nó trong một cái ý nghĩa mà phiền não thô, giống như chúng ta thấy hàng ngày. Tại sao một người thì sống hàng ngày với chúng ta gọi là mạng, khi nào mà tự cao tự đại, vỗ ngực xưng tên, nói tôi thế này thế kia. Ở đây tôi đã Anuruddha chỉ hoàn toàn nói lên cái tâm tha thiết trong sự hành trình giác ngộ giải thoát, nhưng mà trong đó vẫn còn phướng vấp hai cái ý niệm là tôi có thể làm điều này, tôi có thể làm được kia, nhưng mà tại sao tôi chưa thể có được, tại sao tôi chưa thành tựu được. Thì cái mạng và cái hối này của tôn giả Anuruddha đó, thưa quý vị, nó là cái gì hết sức là tế nhị lắm. Và câu trả lời của tôn giả Sa Lợi Phất là một câu trả lời rất là mạnh mẽ. Ở đây chúng tôi dẫn những câu chuyện này để chúng ta có một cái nhìn đó, là khi mình học Phật Pháp, nó tùy vào trong hoàn cảnh, nó tùy vào trong trường hợp mà chúng ta nói. Cái chữ gọi là bất thiện, nhiều khi đối với chúng ta nó phải là chữ lớn gọi là bất thiện, chữ tế gì nó gọi là bất thiện. Như trường hợp tôn giả Anuruddha không là bất thiện. Hay hoặc giả là khi chúng ta nói tham sân, thì một người mà ham muốn vô độ mới là tham, một cái người bừng nổi giận mới là sân. Nhưng cái tham sân mà ở trong thắng pháp thì nói ý nghĩa thế gì hơn. Vì vậy khi mà mình học thì phải xài từ vựng, Đức Phật cũng phải xài ngôn ngữ, và các nhà sứ giải cũng xài ngôn ngữ, các vị giáo họ cũng xài ngôn ngữ, và chúng ta cũng phải hiểu qua ngôn ngữ. Nhưng mà ngôn ngữ này nó có nhiều cái tầng cấp, nó có nhiều cái sâu cạn, nó có nhiều thứ, chứ không phải là chữ đó thì mang nghĩa đó thôi. Là chúng ta phải rất là cẩn thận. Chúng tôi nói điều này để quý Phật tử có thể đưa đến một kết luận là những tâm gọi là tâm bất thiện đôi khi nó hiện hữu trong đời sống của chúng ta với nhiều cái dạng thức khác nhau, thô có, tế có, và thậm chí rằng có những thứ mà mình nhìn thấy nó bất thiện nhưng mà nó vẫn có cái tốt của nó. Trong cái giáo trình mà Thắng Pháp Tốt Yếu đó, Hòa Thượng từ xưa vì lý do tất yếu nên chi, trong cái phần mà Hòa Thượng dạy về duyên hệ đó, thì tương đối là Hòa Thượng giảng rất là gọn. Chúng ta đi qua, nhưng mà nếu khi mà chúng ta có dịp trở lại đó, thì chúng ta sẽ có nhiều điều ngạc nhiên là đôi khi có những pháp
Thiện trợ thiện đã đành rồi, bất thiện trợ bất thiện đã đành rồi. Nhưng mà pháp bất thiện cũng thể trợ cho thiện, và pháp thiện cũng có thể trợ cho bất thiện. Khi mà chúng ta đầu sâu vào, chúng ta có nhiều đi sâu vào. Thế trong đời này, giống như một vị vua. Một vị vua lên, trong thời gian Lưu Vân lên là vua đó. Không phải là những gì khiến cho nhà vua chiến thắng vinh quang, lập nên đại nghiệp, đều là những người trung thành với nhà vua hết, đều là những người tốt hết. Có những người họ không hẳn trung thành với nhà vua, có những người không hẳn là tốt, nhưng mà do cái tác động của họ thì nó tạo nên một số các hiện tượng. Chúng tôi lấy một ví dụ mà gần đây quý Phật tử có thể thấy được là có hai quốc gia ở tại Âu Châu rất là trung lập, và họ theo đuổi con đường trung lập như một cái quan điểm là phi liên kết, quan điểm là tránh chiến tranh, đó là Thụy Điển và Phần Lan. Và hầu hết ngày nay trên thế giới người ta đều thấy Thụy Điển và Phần Lan là hai nước rất yêu chuộng hòa bình. Nhưng mà thứ vị tuần lễ vừa rồi đó, thì Thụy Điển Phần Lan đã chính thức nộp đơn xin gia nhập cái khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, chúng ta gọi là NATO. Mà cái gì đã tác động họ? Ai đã khiến cho họ? Ai đã thuyết phục được dân Thụy Điển, dân Phần Lan? Ai đã thuyết phục được chính phủ Thụy Điển, chính phủ Phần Lan để tham gia bên nữ Bắc Đại Tây Dương tại khối NATO? Ai? Mình nói nghe kỹ, nhưng mà chính là Putin. Vladimir Putin là người đã tạo nên cơ sự này. Tại vì sao vậy? Khi mà Vladimir Putin đưa quân Nga sang sông lăng Ukraine, một quốc gia láng giềng, thì thứ gì khiến cho Thụy Điển ở Phần Lan cảm thấy bất an quá? Nếu mà mình bị xâm lăng và mình đứng vào thế trung lập, mình không nằm ở trong cái một cái liên minh quân sự, thì mình tự mình chống chọi. Ukraine bây giờ đất rộng dân đông, cũng còn khả năng vào với sự hỗ trợ Tây phương, chứ với một đất nước vài ba triệu dân như Phần Lan hay là Thụy Điển, làm sao chống chọi được? Họ có chống chọi đó, nhưng mà sẽ rất là yếu so với Nga, bắt buộc tham gia. Thì đây là cái nghịch lý của cuộc đời, là khi mà chúng ta nói rạch rồi, pháp nào ra pháp đó đó, thì đây là bất thiện, đây là thiện, đây là anh đen, đây là trắng, đây là anh A, đây là anh B, anh C. Nhưng mà khi tôi đến cái ảnh hưởng, cái sự chi phối, khi mà nói đến cái tác động, nhiều khi cái người thương mình lại là hại mình, mà cái người mà ghét mình lại là người làm mình tốt. Chứ thấy trong đời sống thứ gì chuyện đó, có nhiều khi mình sống mình rất là ơ hờ, rất là buông thả, bỗng nhiên có người xấu họ chê mình, họ chê cái thậm tệ, giờ họ chê mình cố gắng, giờ họ chê mình vươn lên. Thật ra khi mà chúng ta đụng tới cái khái niệm mà thiện hay bất thiện trong đời sống đó, thì nó là một việc rất tế nhị, rất là tế nhị. Cũng như chúng ta nói là vô minh và ái là chi phối toàn bộ sở hành dẫn đến sanh tử, nó cũng là một khái niệm rất là tế nhị. Thưa quý Phật tử, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong cái bài học ngày hôm nay. Và quý vị chờ chút, chúng tôi sẽ có chư vị giảng sư có mặt ở trong Zoom để trình quý ngài. Có phải là thấy có hòa thượng từ siêu, quý vị có thấy hòa thượng từ siêu trong lớp học không? Dạ, không thể. Dạ, trước đây có bị đời chồng và thương tư sư. Thì tổ Pháp Tân ấy, thì tổ Tân có bạn ở trước máy không? Nếu thì tổ Pháp Tân đang có bạn ở trước máy, thì tổ Pháp Tân khoan nghĩ chia sẻ một điều là nói đến bất thiện đó, thì ai trong chúng ta
cũng thực hiện rằng mình phải tự chế, mình phải xua tan trong bất thiện, tâm bất thiện. Nhưng mà theo thắng pháp thì cả ba cái tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si thì nó vốn dĩ là hầu như ai trong chúng ta cũng có, trừ khi chúng ta đắc đạo chứng quả mới diệt tận. Thì như vậy dựa trên cái nhìn của thắng pháp và nhìn của Phật pháp á, thì chúng ta có hoàn toàn bất lực đối với tâm bất thiện hay không, hay là ở có cái chừng mực nào đó thì chúng ta vẫn có thể có cách để chế ngự, để đương đầu với tâm bất thiện. Kính thỉnh thì tôi học thực. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ và thượng giật đặng, từ tòa minh hạnh để được tự tri cùng Chư Tăng. Cũng chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì chúng ta thấy ở trong kinh thì nói tham sân si. Thì trong thắng pháp thì gọi là tham sân si, thì chúng ta cũng thấy rằng nói đến tham thì có đến tám tâm tham, sân thì có hai tâm sân, si cũng có tâm si. Cái tính chất mà đặc biệt nói ở trong thắng pháp thì chúng ta thấy rằng mỗi một loại tâm nó đều có thể khác nhau, mặc dù cũng xuất phát từ ở căn bất thiện là căn tham, căn sân và căn si. Thì khi nói đến tâm tham sanh khởi thì cũng phải có si sanh cùng, tâm sân sanh khởi thì cũng có si sanh cùng. Như vậy tâm si thì nó là căn, có thể nói là căn bất thiện gốc. Khi nói đến thì một mình nó cũng có thể đơn độc lập một mình, bởi vì tâm si gọi là có cái căn, căn si ở trong đó. Thì chúng ta biết rằng với một cái tự nhiên của một người phàm phu thì đương nhiên là có những pháp bất thiện nó thường sinh khởi. Thường là chúng ta chỉ nghĩ rằng tham là cái có cái tính chất là ưa thích tìm kiếm, tâm sân là có tính chất sân giận, nóng nảy, bực bội và hủy hoại, tâm si là trạng thái của tâm mê mờ không rõ ràng. Thì ở đây đó thì nhiều khi chúng ta trong mọi cái hành vi của mình thì có khi đó mình thường trong cái thế thường là chúng ta động trong mọi cái hành vi của mình, lời nói, hành động và suy nghĩ thường nó bị tham sân si chi phối. Bởi vì nếu mà chúng ta nói rằng một cái nhìn bình thường, cái tâm si là một trạng thái tâm mê mờ không rõ biết đúng sự thật, bởi vì vậy cho nên cái suy nghĩ của mình cũng đã có si ở trong, khiến cho mình có những cái hành vi, lời nói, hành động đó, nó có thể là do tham hoặc là do sân. Với một người phàm phu ấy, thì thường là bị chi phối của tham, của sân, của si. Cho nên là trong cái suy nghĩ của mình nó cũng liên quan đến dục, tức là nói đến tham, liên quan đến hận, tức là nói đến sân, liên quan đến hại, tức là làm cái sự tổn hại, nói đến cái sự tổn hại những cái sinh loại khác, sinh loại khác. Cho nên ở đây đó là nó cũng có một cái tính chất bất thiện. Trong kinh Song Tầm
thuộc trung bộ kinh thì cũng có nói rằng là cái sự si tầm của một người phàm phu là si tầm ở trong cái sở hữu, si tầm ở trong những cái pháp bất thiện, như là mình nghĩ rằng mình được cái này, mình có cái nọ, vân vân. Và từ ở trong cái suy nghĩ của mình và cái tầm cầu của một người phàm phu là bị tầm cầu trong cái trói buộc của luân hồi, bởi vì chịu cái sự chi phối của tiền não, của căn tham, căn sân, căn si. Nhưng mà đối với cái sự tầm cầu của bậc thánh á, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái tầm cầu đến cái đạo lộ giải thoát, cho nên là các ngài biết rứt bỏ, các ngài biết rứt bỏ ở trong cái điều kiện mà đối với một cái bậc thánh được đoạn trừ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là các ngài có ly tham, các ngài có đoạn trừ, các ngài có ly si, hay là các ngài không có cái tầm cầu cái sở hữu, mà tầm cầu cái sự giải thoát, tức là sự rứt bỏ, sự lìa bỏ, hay là sự ly tham đó, thì các ngài mới thật sự là thành tựu được cái quả vị thánh nhân. Ở đây đó là khi một người bình thường phàm phu đó, thì mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị và thân xúc chạm thì thường bị sự chi phối đó. Nhưng mà đối với cái người tu đó, thì chúng ta biết rằng đó là những cái căn bất thiện, và đó là cái sự nguy hại khi mà phiền não nó dấy lên. Phiền não nó dấy lên thì làm cho mình khổ ở trong hiện tại, cũng như là khổ trong tương lai và tiếp tục luân hồi nữa. Và vì vậy đó cho nên là cái người tu là cần nhìn ở trong một cái, cần có một cái tác ý, cần có cái nhìn bằng cái đời sống chánh niệm. Bởi vì chỉ có cái chánh niệm trong cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm thì phiền não nó không có, nó có thể là không có sanh khởi được. Còn nếu như chúng ta để trong cái thuận tự nhiên, giống như một người mà nhìn có ở trong kinh mà gọi là khéo tác ý, tức là yoniso manasikara, tức là khi chúng ta nhìn thì chúng ta, hay là chúng ta nghe, mắt chúng ta đắc cảnh sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm hương vị và thân chúng ta xúc chạm, tâm chúng ta suy nghĩ đó, thì nếu chúng ta có cái tác ý thì chúng ta chỉ biết nó là căn cảnh nó giao thoa với nhau, và chúng ta chỉ biết là như vậy khi mà mắt nhìn thấy hoặc là tai nghe âm thanh. Cho nên là khi một người có khéo tác ý đó, thì chúng ta không để cái tâm bất thiện của mình nó dắt dẫn, nó sanh khởi lên, để rồi nó dắt dẫn mình do mình không khéo tác ý, do không khéo tác ý. Nhưng mà một người có khéo tác ý thì chúng ta biết rằng là đây là căn, đây là cảnh, và đây là cái sự nhận thức, cái sự biết của mình, do thức của mình nó nhận biết, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức gì đó, thì cái đó nó nhận biết đối với cảnh. Và khi mà mình khó khéo tác ý thì mình biết rõ như vậy đó, thì sẽ không bị tham sân si nó dắt dẫn. Và do đó đó là một người nhìn nó có, gọi là trong kinh gọi đó là khéo tác ý. Rồi khi khéo tác ý như vậy đó thì tham nó cũng không có, nó có thể là kịp thời nhận ra, đỡ là tham không sanh khởi, hoặc là kịp thời nhận ra thì sân tâm không sanh khởi, hoặc là si tâm không sanh khởi. Thì như vậy đó là cái sự khéo tác ý ở trong cái đời sống, khéo tác ý trong đời sống. Như vậy thì phiền não nó cũng không phải vì vậy mà nó sanh khởi lên, hay là nó dắt dẫn tâm của người bị cuốn hút theo những cái dục trần, những cái để rồi tham sân si nó sanh khởi là như vậy. Thì con nghĩ rằng ở đây đó, cái người tu á, sự thật ra là mình nói mình tu, nhưng mà rồi ở trong mỗi cái thời khắc, trong mỗi cái nhất niệm của mình, mỗi cái quay nghi đi đứng nằm ngồi, khi hay hoặc là các căn mình giao tiếp với các giao thoa với các cái trần cảnh,
thì mình cũng biết rõ như vậy bằng với cái đời sống chánh niệm thì cái phiền não nó cũng sẽ được không có sanh khởi. Mặc dù là phiền não đối với một người phàm phu thì chưa dứt dứt chưa có thể đoạn trừ được, nhưng mà nhờ cái việc mà mình quân tập như vậy, nhờ cái việc mà mình tu tập như vậy trong mỗi cái hành vi của mình, trong mỗi nhất cử nhất động của mình đều có cái chánh niệm, thì mình có thể ngăn được cái phiền não, tức là tham sân si, nó sanh khởi. Rồi lâu dần á thì mới có thể rằng từ ở cái đó mới có thể là có được cái tuệ giác của một bậc thánh, rồi mới đoạn trừ được những cái phiền não được. Nhưng mà ở đây con nghĩ rằng nếu mà mình biết cái tâm bất thiện đó là cái mối nguy hại, cái mối nguy hại ai cũng hiểu rằng là tham sân si nó làm cho mình phải khổ, tham sân si cho làm cho mình phải khổ lụy ở trong đời này, tham sân si nó khiến cho mình phải bị luân hồi ở trong đời sau, hoặc là tham sân si nó khiến cho mình phải bị khổ lụy ở trong đời sống, cho nên là mình cố gắng để mà mình loại trừ nó, hay hoặc là do cái sự tu tập của mình có thể làm cho cái phiền não nó không sanh khởi. Chúng ta biết rằng là cái gì cũng vậy, sở dĩ mà chúng ta bị luân hồi khổ đau là do phiền não. Nhưng mà nếu như một người mà biết nhàm chán, biết tác khéo tác ý đấy, thì mình không cho nó sanh khởi, lâu dần nó có thể rằng nó bị triệt tiêu, nó bị triệt tiêu. Còn nếu chúng ta cứ để một ngày một chút, một ngày một chút như vậy thì nó khó có cái sự đoạn trừ hơn. Bởi vì cho nên chúng ta thấy rằng tại sao phiền não mà chúng ta tập nhiễm từ từ vô thủy tới giờ rồi, tập nhiễm từ vô thủy tới giờ rồi, mà bây giờ là biểu mà mình trong một thời, trong một lúc mà mình có thể loại trừ nó được thì nó cũng là hơi khó, nó cũng là hơi khó. Nhưng mà một người có cái sự tu tập đó thì nó trở thành một cái sự phiền não đó. Cái phiền não nó có thể giảm dần, nó có thể tiêu mòn dần, và đến một lúc nào đó sẽ triệt tiêu hoàn toàn, thì cái người đó được hoàn toàn giải thoát. Thì con nghĩ rằng cái việc tu hành ở trong Phật Pháp đó thì mình trong mỗi cái cảnh mình làm sao có khéo cái tác ý, từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, mình có khéo tác ý thì mình không nói là cái chuyện mà đoạn trừ, nhưng mà nhờ cái sự mà nhận thức rõ, biết rõ do cái sự khéo tác ý và với cái đời sống chánh niệm của mình thì nó sẽ là làm lắng dịu đi từ từ, lắng dịu đi phiền não từ từ, một ngày một chút, một kiếp một chút á, thì chúng ta mới có thể tiêu dần hết được. Còn nếu như chúng ta nuôi dưỡng nó là một ngày một chút, nó lớn mạnh ra, mình để ý một điều đó là ai mà có cái tính hay sân á, đụng chút sân á, thì họ gặp những cái sự khổ hoài, chuyện lớn chuyện nhỏ gì họ cũng sân, chuyện không đáng sân họ cũng sân. Như vậy thì cái điều do họ sân nhiều như vậy đó, thì họ khó bỏ cái tâm sân của họ, cũng như là cái tâm si cũng vậy, cái tâm tham cũng vậy. Chúng ta biết rằng người phàm phu thì có những cái tham, nhưng mà mình biết cái gì đó, mình biết tiết chế, rồi mình biết điều độ, rồi mình biết quân tập đó, mình tôi luyện cho mình, thì cái tâm tham của mình nó sẽ giảm dần đi, nó giảm dần đi. Đó là cái cách tu tập, chứ không phải là chúng ta nói là đương nhiên, không phải là chỉ là một lúc nào đó, trong một thời điểm nào đó, tự động chúng ta mất hết phiền não, chúng ta loại trừ hết phiền não. Để mà loại trừ hết phiền não thì chúng tôi nghĩ rằng mình phải có tu tập dần, ngay cả từ đời này đó là mình cũng đã tu tập. Mình nhận thức là ai cũng biết được là tham sân si nó là bất thiện, pháp bất thiện, nó là căn gốc của pháp bất thiện, cho nên là để loại bỏ nó là mình phải tu tập, vừa là tu tập bằng giới, vừa là tu tập bằng kham nhẫn, hay là vừa tu tập bằng niệm, hay hoặc là vừa tu tập bằng cái trí tuệ quán chiếu,
thì con nghĩ rằng cái cách này cách kia đó, để rồi cái tâm phiền não của mình nó lắng dịu và lần lượt thì mình có thể đoạn trừ được. Thì đây là cái ý của con xin được đóng góp trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu, chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy. Bây giờ con thỉnh Hòa Thượng đã trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Tịnh. Xin hỏi Thượng Tọa thêm một câu nữa, rồi sau đó sẽ trở lại đúc kết cho bài học kinh này. Thượng Tọa Pháp Tịnh, chúng ta thấy rất là nhiều cái trường hợp mà người ta nói trong dân gian đó, nói là lấy độc trị độc. Dạ. Thì đối với pháp bất thiện đối phiền não á, thì chúng ta có thể lấy pháp bất thiện để trị pháp bất thiện không? Ví dụ như nhiều người nói rằng thay vì một người để cho họ mê bài bạc thì giờ mình bù cho họ mê chơi xe chơi kiển, thì chơi xe chơi kiển cũng đắt tiền nhưng mà đỡ hơn bài bạc. Hay là một chúng sanh mà tham đắm danh lợi đó thì nên hướng tâm để tâm về cõi đông sức, cõi phạm thiên. Tuy rằng những cõi đó thì cũng còn luân hồi sanh tử nhưng mà sống tốt hơn là tham đắm danh lợi trong mỗi người. Thì dựa trên cái hiểu và cái niềm sống của Thượng Tọa Pháp Tân đó, đối phiền não chúng ta có nên áp dụng cái cách lấy độc trị độc không? Cái tình dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong rừng. Con nghĩ rằng về cái câu nói là lấy độc trừ độc á, thì thì đó là cái câu nói mà người ta nói rằng lấy độc trừ độc, có một số cái cách chữa bệnh, cái cách để loại trừ độc là như vậy. Nhiều khi có, nó có cũng có tác dụng, nhưng mà có khi nó cũng không có cái tác dụng tốt, nó không có cái tác dụng tốt. Còn riêng về phiền não thì con nghĩ rằng sự thật ra ra là bản chất của người phàm phu là bị quân tập bởi phiền não. Cho nên để nói mà giống như là nói cái từ dân gian, nói cái từ nghe nghe nó bình dân ấy, là để nhử lấy cái nhỏ này để nhử cái kia. Con nghĩ rằng ở đây đó thì bởi vì nói như là dục, và nói như là dục là một cái gì đó phiền não của sự thô thiển, và năm dục đó là cái gì đó là cái chất xúc tác để tạo nên cái đời sống chúng sanh ở trong cõi dục. Khi mà những vị phạm thiên đó, thì chứng thiền thì người ta đã ly dục, người ta đã tạm thời là không có dục, để rồi họ sanh về các cái cõi trời phạm thiên sắc giới hoặc là vô sắc giới. Thì ở đây á, nó cũng phát xuất từ ở cái ái nhiễm mà ra. Bởi vì nếu không dục ái thì lại là sắc ái, không bị không sắc ái thì lại vô sắc ái. Cái ái gì đó nó cũng là một cái đi tìm kiếm. Cái ái gì đó cũng là cái sự tầm dục ái ở trong tầm cầu, ở trong cõi dục, hay là tầm cầu trong sự thụ hưởng của ngũ dục. Rồi sắc ái là tầm cầu ở trong cõi cõi sắc, hay là tầm cầu ở những cái gọi là thiền sắc, hay là cái sự sự hỷ lạc ở trong thiền sắc, hay là sự sinh hữu ở trong một cái đời sống gì đó, nghĩ đó là sự tồn tại. Hoặc là vô sắc ái, tức là ái ở trong cõi vô sắc, hay là ái ở trong thiền vô sắc này, thì nó cũng là ái thôi. Con nghĩ nó cũng là ái thôi. Như vậy thì có nghĩ rằng chẳng qua là mình chưa có loại trừ độc được từ cái độc thô á, mình loại trừ được thì cái độc tế mình chưa loại trừ được thì vẫn còn. Nhưng mà cái quyết tâm của một cái người tu chẳng hạn, có nghĩ rằng mình phải ly trừ ái. Khi mà mình ly trừ những cái phiền não, mình đoạn trừ, lìa bỏ những cái phiền não ở trong đó có ái đó, thì tự động dứt bỏ từ từ. Bởi vì cái vướng mà gọi là phiền não, gọi là phiền não,
thì nó nhiều lắm, và nó từ cái thô cho đến cái tế, từ cái dễ diệt trừ cho đến cái khó diệt trừ. Cái khó diệt trừ, cho nên cái người tu là tu, có nghĩa rằng mình phải loại trừ cái ái, tu tập để mà mình loại trừ cái ái. Nhưng mà sự thật ra đó, loại trừ chưa hết thì vẫn còn nhá. Thí dụ những cái độc mà nó thô quá thì mình có thể loại trừ được, nhưng mà cái độc mà nó vi tế, nó nhỏ quá, li ti quá, nó tinh tế quá thì mình chưa loại trừ được, thì vẫn còn, nó vẫn còn. Cho nên đến khi nào mà hết độc, hết hoàn toàn thì đó gọi là cái người không có độc. Chứ còn còn một chút độc thì cũng còn gọi là người bị mang độc, mắc độc. Thí dụ vậy. Thì ở đây con nghĩ rằng cái lời dạy của Phật đó, là giáo pháp của Đức Phật, là để cho người ta hướng đến cái sự giải thoát. Thì cái người mà tu tập ở mức độ nào thì người ta sẽ được an lạc, được sự giải thoát ở mức độ đó. Nếu một người mà ly dục được thì họ sanh về cõi sắc, họ trở thành một phạm thiên sắc giới, thì họ cũng có được cái sự giải thoát, có được cái sự an lạc nhất định nào đó, an lạc nhất định nào đó. Nhưng mà nó cũng chưa phải hoàn toàn. Rồi một vị mà sanh về cõi vô sắc thì nó lại là tốt hơn, là vi tế hơn nữa, nhưng mà vẫn còn độc. Cho đến khi nào mà tâm thật sự là lìa hết tất cả những cái ái chấp ở trong cuộc đời này, không có dục ái, sắc ái, hoặc là vô sắc ái, hoặc là không có dục ái, hữu ái, hoặc là phi hữu ái, tức là liên đến cái ngã chấp, liên đến cái chấp thường kiến, hay là chấp đoạn kiến đó, thì không còn một chút nào đó của phiền não. Thí dụ như bây giờ mình loại trừ được tham dục trong ngũ dục, nhưng mà mình vẫn còn cái ái chấp của một cái điều khác liên quan đến cái chấp cái đoạn kiến, hay là chấp cái thường kiến chẳng hạn vậy, thì vẫn còn. Đến khi nào mà loại trừ hết phiền não thì cái người đó mới được hoàn toàn giải thoát, như là một người mà không còn độc ở trong người nữa. Thì theo con nghĩ là cái đời sống tu hành á, mình không có thể nói là lấy cái này để mà mình giảm thiểu cái kia, con nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi mà mình chưa được đoạn trừ thì dĩ nhiên là nó cũng còn, nó còn, chưa đoạn trừ hết hoàn toàn thì nó vẫn còn những cái phiền não. Cho nên cái mục đích chính của một cái đời sống tu tập á, để đạt được sự giải thoát, đó là lìa hết tất cả tham ái ngã chấp, chứ không phải là con nghĩ rằng phiền não nó tập nhiễm lắm nha. Chưa nghĩ nó rất rất là nhiễm. Cho nên là mình, nếu mà mình đã bị dính béo vô rồi đó thì khó lìa bỏ, chứ đừng nói rằng là mình lấy cái này để mình bỏ cái kia, thì nó cũng còn dính trong một cái ngã chấp của chính mình, cái kiến thức của mình một cách sai lầm. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con có điều chi chưa đủ thì kính thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú kính trình sư tập thân với của thảo luận vừa rồi. Thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại với bài học ngày hôm nay trong phần tâm bất thiện. Ở đây thì khi mà phân tích về tâm bất thiện và những thuộc tính bất thiện, chúng ta nên hiểu rằng là nó chỉ có tính cách là bản thể, bản thể cái phần gốc. Nhưng mà khi đề cập đến những phiền não và đặc biệt là sở hành đó, thì chúng ta có một danh sách nhiều hơn. Chúng ta lấy ví dụ là khi mà mình nói về màu sắc,
thì cái màu gốc chỉ có ba màu thôi, đó là màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Nhưng mà do kết hợp màu này và màu kia thì đã tạo tới 64 triệu màu, dạ, con số lớn nhất mà chúng ta được biết qua cái sự trộn lẫn màu sắc của máy điện toán. Dạ. Tương tự như khi mà chúng ta học về kinh Nhật đó, thì đầu tiên ngoài âm dương sẽ tứ tự nữ nghi trên tứ tượng sinh bát quái đó, thì bát quái chỉ có 8 thôi. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta trộn lẫn với nhau, cái này đi với cái kia một cặp á, thì đã tạo ra 64 quẻ như ở trong dịch mà chúng ta thường đọc. Cái sự kết hợp hay giao thoa này đó, nó tạo được vô số phiền não. Thì khi mà mình học về thần pháp, đầu tiên mình hiểu là tham là ham, sân là sân, si là si. Và nó mang tới đặc biệt. Nhưng mà có bốn trường hợp mà chúng ta nên hiểu về bất thiện pháp. Thứ nhất, đó là trong một cái hành động, nó có thể bao gồm cả tâm tham, tâm sân và tâm si, chứ không hẳn từ đầu chí cuối chỉ là tâm tham thôi. Ví dụ như là một người lãnh đạo một quốc gia để tuyên chiến và khởi đầu một cuộc chiến tranh đó. Thì trong sự chiến tranh đó có hận thù, trong sự chiến tranh nó cũng có tham lắm, tâm tham, tâm sân, tâm si đều có hết. Dạ. Tại đó trong một cái cục diện của cái gọi là bất thiện trong đời sống, thì trường hợp đầu tiên chúng ta nên biết rằng nó không phải chỉ có một thứ. Và đôi khi nó khiến cho chúng ta cảm thấy là bối rối. Thí dụ như người ta nói tâm sân là cái tâm nguy đối tượng, và có người hỏi rằng ủa, nếu như vậy là sự sát sanh có phải là do tâm sân không? Thì có nhiều người nói đúng, mình sát sanh tức là do tâm sân. Nhưng mà mình thấy những người họ đi bắt cá, họ giết cá, họ đốt tâm sân, họ do tâm tham. Thì ngược lại có người nói rằng mình bắt cá với cá là tâm tham, phải tâm sân. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng không thể nói tới cách vĩ mô trong một cục diện chung như vậy mà nó có cả tâm tham và tâm sân. Bởi vì trong một cách nói nào đó thì muốn như thế này đừng như thế kia, muốn như thế này đó là tâm tham, mà đừng như thế kia có thể là tâm sân. Chúng tôi nó có thể thôi. Và trong một câu chuyện, một cục diện, nó pha trộn nhiều thứ tâm, chứ không phải chỉ có một thứ tâm. Đó là cái phạm trù thứ nhất mà chúng ta nói. Phạm trù thứ hai mà chúng ta đề cập đến tại đây, khi nói về thiện và bất thiện đó, thì chúng ta nên hiểu rằng trong cái dùng tâm thức sanh diệt rất, rất nhanh mà có nhiều sát na, hàng triệu được sát na trong một khoảnh khắc, trong một tích tắc, thì đôi khi có sự xen lẫn giữa sát na này với sát na kia, trạng thái tâm này, trạng thái tâm kia, mà chúng ta không phân biệt được. Do không phân biệt được á, đôi khi chúng ta cũng không biết là cái tâm lúc nó thuần tham hay tâm lúc thuần thật sân. Thí dụ như là một cái người tu thiền, mà đi đến một cái tử thi để mà quán nghiệp, thì trong lúc đến tử thi để quán tưởng
đó là tâm thiện, muốn tu, muốn quán tưởng. Nhưng mà trong lúc đến quán tưởng thì có thể nhìn thấy tử thi ngớm ghiếc kinh hãi làm cho mình sợ, đó là tâm sân, hay một sự hôi thối tử thi là tâm sân. Và cái sự pha trộn giữa tâm thiện và tâm bất thiện trong lúc đó đó, ngay cả một người rất là tinh tế đối với thiện cái niệm xứ cũng nhiều khi không tách ra được. Chúng ta đọc được tâm thức khi nào nó hiện rất rõ, rất thô, mình rất ham muốn cái gì, mình rất bực bội cái gì đó. Nhưng mà khi những tâm thức mình pha trộn với nhau, chúng ta gọi một phức cảm. Phức cảm tức là một tâm lý rất là tế nhị, thì chỉ có Đức Phật và các vị chứng tha tâm thông mà cao các vị mới tách rời ra được. Còn chúng ta bình thường thì chúng ta thấy nó một mớ hỗn độn, rất khó, rất khó phân biệt, mà chúng ta gọi là một phạm trù. Và thứ thì trong một phạm trù thứ ba mà khi chúng ta nói về thiện và bất thiện đó, thì chúng ta nên hiểu là thiện và bất thiện được Đức Phật dạy dựa trên cái nhân quả. Mà cái nhân quả đó, thí dụ như tâm thiện là tâm lành cho quả vui, tâm bất thiện tâm ác cho quả khổ. Nhưng bây giờ người ta nói rằng một người móc túi là tâm bất thiện, và khi họ móc túi họ móc được một số tiền lớn đó là họ vui, thì cái vui đó đó có tính là cái quả của cái hành động đi móc túi không? Hay là một người đánh bài, đánh bài sai sửa bài bạc không phải là tâm thiện, nhưng đánh bài thắng mình vui vẻ đem tiền về hỷ hạ thì cái đó có phải là quả vui không? Thì quý vị, chúng ta không thể nhìn nhân quả xin lỗi quý vị ở trong một vài cái dẫn chứng đoạn kỳ ngắn ngủi mà mình biết. Nó tương tự như chúng tôi bị giữ được có những thực phẩm đó, mình ăn đó, hiện đại thì mình rất là tốt, nhưng về lâu dài nó có vấn đề. Khi mà chúng ta nói cái hệ quả, nói đến cái hệ lụy đó, thì chúng ta phải nói một cái quá trình dài, một cái quy trình dài, chứ không phải là đơn giản ngắn gọn mà chúng ta biết được. Và về điểm này, chúng ta bước sang một phạm trù sau cùng khi mình nói về thiện bất thiện đó, đó là thói quen. Trong cái thói quen thì nhiều khi khó nói. Chúng tôi lấy một ví dụ là sống trong chùa có những cái vị mà xuất gia có cái thói quen khác nhau. Nhiều như kỳ rồi chúng tôi lên trên chùa Hương Đạo dự lễ, thì thưa quý vị, trong một cái phòng tiếp tân chư tăng đó có cả 70-80 vị chư tăng đủ bộ quốc gia bộ tướng xứ về. Thì đây là điểm mà chúng ta có thể nhận thấy là có nhiều khi những vị tỳ kheo rất là khiêm tốn. Khi thấy một vị trưởng lão bước vào thì vị này đứng lên, thì vị ngồi trên ghế lấy mắt ngó thôi. Thì có thể một số Phật tử hay là số người nào thì đã đánh giá là ồ, một vị tỳ kheo, nhất là vị trẻ, mà thấy vị lớn tuổi mà không biết đứng lên để mà
bày tỏ cái lòng tôn trọng mà chỉ ngồi đó, thì vị đó là vị ngạo mạn, cao mạn, xấu. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi sống trong chùa lâu thì chúng tôi hiểu rằng điều này nó không hẳn hoàn toàn như vậy, mà có nhiều khi do thói quen thôi. Có những vị có thói quen rất là nhạy cảm trong cái sự lễ khách, lúc nào cũng phản ứng rất nhanh khi thấy một vị trưởng lão đến mình đứng lên mình chào hỏi. Có những vị khi các vị trưởng lão hỏi rồi chắp tay thưa thỉnh đàng hoàng, rồi sau đó mới quỳ tỉnh lệ. Chúng tôi lấy ví dụ như là thời gian chúng tôi sống ở bên Thái Lan, thì thứ gì khi mà một vị tỳ kheo mà vào trong cái pháp xá, ở cái phước xá chúng tôi ở Sala đó, để mà ngồi thì có cái chỗ ngồi một dĩ dài. Ở đây là cái nguyên tắc, một cái luật chung, là khi mình lên ngồi chỗ đó đó thì điều cần thiết là mình ngồi cho trang nghiêm. Thí dụ mình đang ngồi mà có một vị trưởng lão nào đến thì chư tăng không có lăng xăng chạy tới chị lui tỉnh lệ, mà chư tăng sẽ làm theo cái cách đó là chúng tôi lấy ví dụ như là có 50 vị đang ngồi trong phước xá mà có vị trưởng lão đến, thì nếu là cái thời điểm thích hợp, nếu là thời điểm thích hợp thì vị sư cả mới yêu cầu chư tăng, chư tăng lên đảnh lấy vị trưởng lão đó, và chư tăng rời chỗ ngồi phải có cái lời chỉ định về lời chỉ thị của vị sư cả, chứ không phải là tự nhiên mình đang ngồi ở trên cái chỗ đó rồi có một người đến, một vị nào khác đến rồi mình muốn ai ngồi ngồi ai đứng đứng là vậy. Người ta không, ở bên Thái Lan cũng làm, bên Miến Điện cũng làm như vậy. Làm như vậy nó rất là lộn xộn, rất là bất trang nghiêm, và điều đó lâu ngày nó trở thành một thói quen. Là khi mà chúng ta đặt một vị tỳ kheo đang ngồi trong pháp xá mà thấy có khách đến, chỉ là vị nào ở đâu ngồi yên đó, cho đến khi nào được yêu cầu là hôm nay có vị trưởng lão đến thăm chùa mình ra đảnh lễ, thì tất cả chư tăng xuống đảnh lễ. Chúng tôi nhắc điều này đó để thấy như vậy là qua một số các cái hành động, một số các cái phản ứng, có khi nó đơn thuần vì thói quen. Cái thói quen nó là một thứ tập tính, nó là một thứ tập khí. Cái tập tính này đó, nó thể là chúng ta sống trong môi trường nào đó quen huấn luyện như vậy, và không thể dùng cái bên ngoài mà đánh giá được. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng lão, mà vị này khi mà nói chuyện với các vị khác á, thì người ta nghe người ta nghĩ là vị này lớn lối. Và khi chư tăng đem chuyện này nói với Đức Phật, bạch với Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng đó là vị A-la-hán. Nhưng mà vì rất nhiều kiếp, vị này ở trong cái vai trò của một cái vị trưởng tộc, của một người lớn nhất, vị lãnh đạo ở trong một cái gia tộc, ở trong một ngôi nhà lớn. Như đó, ở trong tư cách người lớn, vị này luôn luôn nói chuyện không có khiêm công, mà chúng ta tạm gọi là nó lớn lối đó. Mà cái tập khí, cái tập tính đó, nó vẫn còn. Nhưng mà không nghĩa là vị đó nói bằng tấm kiêu bạn. Vì vậy, về điểm này, chúng ta cũng phải nên rất là cẩn trọng khi mình lượng định. Bây giờ, chúng tôi nói đến một cái việc sau cùng, mà có những hành động bất thiện nhưng mà nó không xuất phát từ bất thiện. Quý vị nghe lại không? Mình nói tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo ác, mà nếu không có tâm bất thiện thì sao gọi là hành động bất thiện được? Nhưng mà thưa quý vị, ở trong kinh có đề cập đến như vậy: nghe pháp, thảo luận pháp, hỏi pháp,
đúng thời đó là điều tốt. Còn nghe pháp, hỏi pháp, thảo luận pháp mà phi thời đó thì chuyện đó không tốt. Chúng tôi biết trong đời sống có nhiều trường hợp lắm, mà kể quý vị thì nghe rồi, nghe cho vui vẻ thôi. Nhưng có những người họ biết chỗ nào là vừa. Hồi xưa có lần chúng tôi đi sang San Jose đi họp đó, đi dự đại hội, có vị hòa thượng cần đi vệ sinh, và khi mà hòa thượng vào ở trong một cái nhà vệ sinh đó, tại cái nhà vệ sinh của đại hội thì nó lớn lắm, bên nam bên nữ đều lớn lắm. Và có lẽ lúc đó hòa thượng đang xả nước ra để vệ sinh cá nhân, thì có một ông Phật tử nào đó, ông vào ông gặp hòa thượng, ông chắp tay nói: dạ con kính lễ hòa thượng, thế này thế kia hòa thượng. Hòa thượng mình nói là: cái chỗ này mà lễ lại cái gì? Mình chúng tôi đứng gần đó mình cười. Thật ra cái chỗ đó không phải cái chỗ để bày tỏ cái lục lễ phép, mà cái vị đạo hữu đó thì cũng lớn tuổi, là người rất là cung kính, không thể nói bất thiện được, nhưng mà chào một cách kính trọng, một cách như thế này kia, trong lúc mà hòa thượng đang đi vệ sinh thì chỉ đó không phải, nó là phi thời. Chúng tôi gặp những trường hợp là có nhiều lúc đi trên xe đó, thì chúng tôi hay ngồi phía trước để chỉ đường cho người lái xe. Bởi vì là những người lái xe đó họ cần có được sự tập trung để chỉ đường. Nhưng mà có những người là ngồi phía sau là họ lại trích lên xe là hỏi pháp. Họ đúng cái chuyện mà ngay cả lúc mà mình đang chỉ đường cho tài xế. Và nó rất là dễ tạo ra cái tình trạng gọi là mình nói chuyện rồi mình lắng đường. Thì cái hành động của họ không phải là hành động bất thiện. Không phải hành động bất thiện, nhưng cái hành động đó là hành động vụng về, không có thiện xảo, không có mang lại cái lợi lạc. Và cũng có trường hợp như vậy, thưa quý vị, có những vị tu sĩ mà chúng tôi biết hay có cái bệnh là hay kêu đi kêu phước, làm gì cũng kêu phước hết. Gặp Phật tử kêu là đi là phước cái này, là phước cái kia, cúng chùa này cúng chùa kia, là phước này phước khác. Chúng tôi cũng phải chỉ trích các vị, nhưng mà chúng tôi biết có nhiều trường hợp á, nó rất là phiền cho quý Phật tử. Tại vì chúng tôi lấy ví dụ là ngày hôm đó cái chương trình như vậy, đi như vậy, người ta đã có lịch trình rồi, người ta đã có số tiền dự bị sẵn sàng chi tiêu cái gì rồi, thì tự nhiên gặp các vị này thì các vị cứ kêu ở chỗ này có người nghèo, ở chỗ kia có chưa ăn bị bệnh, chỗ này nọ, rồi đến đó làm phước. Vì này rất hoan hỷ, rất là thích làm những chuyện đó. Nhưng mà khi các vị làm thì các vị lại không có nghĩ đến những cái trở ngại cho những vị khác. Và chúng tôi biết những vị đó kêu gọi bằng thiện tâm, thấy Phật tử bên Mỹ qua rồi, muốn cho những người này có cơ duyên tạo phước v.v. Nhưng mà đôi khi nó lại không thích hợp, thì cái đó nó cũng là một sự vụng về. Đó là một sự vụng về. Thì ở đây điều mà chúng tôi muốn nói đó là cái ý nghĩa của tâm bất thiện, một trong những ý nghĩa tâm bất thiện là không có khôn khéo hay là vụng về. Nhưng mà không có hẳn là tất cả cái tâm vụng về, tất cả hành động vụng về đều là hành động bất thiện. Cái chuyện này chúng ta nên rất là cẩn trọng. Ở trong cuộc sống thì nó có nhiều thứ lắm, nó có trăm muôn ngàn thứ mà chúng ta cần có phải cân nhắc, phải để ý. Và ở đây thì có một cái cách nhìn tương đối là khác biệt giữa thắng pháp ở trong kinh tạng mà tới cái bài sau bài học nữa thì quý vị sẽ thấy ở trong đó nó đề cập rằng một người làm một công việc gì đó bằng cái tâm rất là
sáng, rất là bén nhạy, rất là khéo léo. Thí dụ một người chăm sóc hoa kiển, một người chế ra thuốc ở trong các công ty dược phẩm, ở trong lúc nghiên cứu về thuốc, một người đang quan sát để thu lượm tin tức của các loài thực vật. Thì thật ra ở trong lúc họ làm công việc của khoa học đó, họ làm việc bằng trí tuệ, họ làm việc bằng sự tinh tế, thì trong sự tinh tế trí tuệ đó, cái tâm đó, chúng ta gọi là tâm định hảo, tâm đó là tâm thiện dục giới. Nhưng mà cái ý định thiện đó, đó nó hoàn toàn khác với cái ý định thiện của kinh tạng, của từ đất. Và ngược lại, cũng có những người mà họ tranh đấu cho nhân quyền, họ tranh đấu cho quyền bình đẳng gì đó, mà lúc họ tranh đấu thì thiếu vị tâm của họ sân si lắm. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở tại Miến Điện, có những lúc mà người dân đứng lên để phản đối cái việc trọng tài quân phiệt, thì người dân họ phản đối bằng sự công phẫn, họ phản đối bằng thái độ mà người Việt Nam gọi là bức xúc, họ phản đối bằng thái độ mạnh mẽ. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng cái tâm công phẫn trước bạo lực, cái tâm công phẫn trước bất công đó, nó là bất thiện, thì cái đó chúng ta phải cẩn thận. Ở đây chúng ta muốn nói rằng những việc làm rất là bình thường, thợ, một người thợ rèn làm một con dao hay là một cái cuốc sẻng, công việc nó thuần là nghề nghiệp, nó thuần là một việc mà tạo ra một sản phẩm, thì nói theo thắng pháp, nó có, họ có thể làm việc bằng tâm thiện dục giới. Có những người mà họ làm một công việc nghe như là rất là tốt, họ có thể làm bằng tâm bất thiện. Như hồi nãy chúng tôi nói, những người tranh đấu cho nhân quyền, những người tranh đấu để chống độc tài toàn trị, có thể họ làm bằng tâm công phẫn, nhưng lại là tâm thiện. Thành ra một người có học Phật Pháp là biết có sự phân biệt. Và quý vị còn nghĩ chờ chúng tôi một chút xíu nha, và quý vị chờ chúng tôi một chút xíu. Thì quý vị có còn nghe rõ không? Không biết quý vị có nghe rõ không? Dạ vâng. Thì quý vị, hôm nay chúng ta học tổng kết về 12 tâm bất thiện. Nhưng mà ở đây là những tâm bất thiện nói theo bản thể, nói theo vĩ mô. Và những cái khái niệm bất thiện ở đây không hẳn hoàn toàn là những gì xấu, không hẳn hoàn toàn những gì bỏ hết, mà ở trong bài học cũng như trong bài giảng chúng tôi có đề cập đến một số các trạng thái, mà do cái trạng thái này
nó cũng tác động cho điều thiện, cho điều tốt. Vì vậy chúng ta nên rất cẩn thận. Trong khi mà học thắng pháp, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nhắc lại điều này, là vì chúng tôi rất sợ khi mà những người học đó lấy chỗ này đem đẳng chỗ khác, dùng cái ý nghĩa này để mà áp dụng chung cho tất cả. Ở mỗi trường hợp nó có khác nhau, và ngôn ngữ nó có giới hạn của nó. Nếu mà không dùng cái chữ phiền não, không dùng chữ bất thiện, không dùng chữ ác, đôi khi chúng ta không biết là dùng chữ gì khác. Nhưng mà chữ nào nó cũng có cái giá trị tương đối, nó không có tuyệt đối ở tại đây. Tại vì ngôn ngữ chúng ta rất là cần, chúng ta rất cần định nghĩa rõ ràng. Và chúng tôi nhắc lại là chúng ta đang đi vào trong thế giới vĩ mô, đang nói về cái pháp bản thể. Và vì vậy, nhiều khi có, đôi khi lúc có những cái ý niệm tương đối là xa lạ với quý Phật tử. Thì quý vị, hôm nay chúng ta nói về tóm tắt 12 tâm bất thiện. Và trong cái cách hành văn đó, Ngài Anuruddha khởi đầu với 8 tâm tham, với 2 tâm sân và 2 tâm si, sau đó tóm tắt. Thì lẽ ra như chúng tôi nói rằng bài học này phải được dạy trước, và trước khi chúng ta học 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nhưng bởi vì chúng tôi tôn trọng cái bố cục của nguyên tắc, nên thì giảng trở lại cái tổng quan bất thiện. Nó giảng trở lại nó thực sự rất là cần để chúng ta nhấn mạnh từ những điều này. Và trong tuần tới này thì chúng ta lại đi vào thứ tâm mà không thiện, không bất thiện, mà chúng ta gọi là tâm vô nhân hay là tâm cơ năng. Thì đúng ra đó, cái này chúng ta cũng là do tôn trọng nguyên tắc mà ra. Chứ lẽ ra thì nếu sắp xếp thì chúng ta sẽ sắp xếp những tâm cơ năng này trước, rồi tới tâm bất thiện, rồi tới tâm thiện. Nhưng mà trong cái bố cục mà Ngài đưa ra thì Ngài để cái tâm vô nhân nằm ở ngay cái giữa, giữa tâm bất thiện và tâm thiện. Thì chúng ta cứ học theo cách này. Chúng tôi mong rằng vẫn còn ở trong tháng Vesak, vẫn còn trong mùa lễ rằm tháng tư. Xin tất cả chúng ta khi học Phật pháp ý tưởng về Đức Phật, như Đức Phật đạo sư, về những gì mà Ngài đã truyền dạy cho cuộc đời. Chúng ta thành tâm phát nguyện tinh tấn tu học và hành trì Phật dạy để báo ân Phật. Và chúng ta cũng mong rằng trong ngày Phật đản tự nhắc cho chúng ta thấy là nếu có những gì mà chúng ta hưởng được từ cái gia tài pháp bảo Đức Phật để lại, thì chúng ta cũng nên làm một cái gì đó cho thì duy trì chứ tối chánh pháp được hương thịnh quan trọng về sau. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quý Đức Ma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ và giảng sư là Thượng Tọa Pháp Tân. Kính đại lễ chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Là một thầy nhạc. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trung tâm thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Đắc Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con được hiểu, học và hành theo để được sự lợi ích ngày hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành